tôi đã nghĩ cô ấy là bạn thân nhất cuộc đời tôi. Cho đến khi ả ta xuất hiện, Lillian là của tôi. Tôi sẽ là phù dâu. Tôi mới làm phù dâu. À! Đừng đánh nhau nữa. Người tôi chọn trở thành phù dâu là... Chuyện gì xảy ra với tình bạn của Annie và Lillian vậy nhỉ? Hãy bấm nút subscribe qua Fairy Tail để biết câu trả lời nhé. Chuyện kể rằng, ở khu vườn trên mây, có các nàng tiên hoa xinh đẹp, cần mẫn. Họ gieo trồng hạt giống, tô màu cho các loài hoa thêm rực rỡ. Còn hai nàng tiên nhỏ bé Annie và Lillian có nhiệm vụ tưới nước. Lại đổ à Annie? Để tớ làm cho. Tớ thật may mắn khi có người bạn như cậu. Đến năm 18 tuổi, khả năng của Lillian trở nên vượt bậc. Được nữ hoàng tiên hoa đặc biệt ưu ái, cô được cử đến lâu đài, nơi dành riêng cho những chuyên viên chăm sóc hoa giỏi nhất. Vậy là Lillian và Andy phải tạm xa nhau. Hả? Chàng làm gì vậy? Không thể tin được, người yêu của Annie đang tán tỉnh một tiên hoa khác. Hắn ta chiếm luôn căn nhà của Annie và đuổi nàng đi. Annie như phát điên, nàng trở nên sống buông thả. Annie bỏ bê công việc, chỉ tối ngày uống mật ong khiến say bí tỉ. Annie còn đi lạc vào vườn hoa ăn thịt người, khiến suýt nữa bị nuốt chửng. May sau lúc đó, Lillian đi tuần qua và nhanh chóng đến cứu nàng. Lillian đưa Annie về ở tạm ngôi nhà của cô ở vườn hoa Tulip. Lúc nào cậu cũng là người giúp đỡ tớ. Giờ tớ được tớ nhờ cậu giúp đây. Tớ sắp kết hôn, cậu sẽ làm phù dâu danh dự trong đám cưới tớ chứ. Chồng sắp cưới của Lillian là chàng trai tiên rừng Ryder. Annie cũng chỉ mới gặp một lần. Sau này, Lillian sẽ càng ít thời gian dành cho mình hơn. Chắc chắn rồi, tớ nhận lời. Hôm sau, Lillian dẫn Annie đến cửa hàng chọn đồ phù dâu. Annie sững sờ khi nhìn thấy ba người bạn phù dâu khác của cô ấy. Mình cứ tưởng mình là phù dâu duy nhất chứ. Không ngờ sau khi làm công việc cao cấp kia, Lillian lại có thêm nhiều bạn thân đến vậy. Đầu tiên là Miner. Trông cô ta khá ranh ma khi tự hào khoe chiến tích đang tán tỉnh rất nhiều anh chàng. Tiếp theo là Amber. Giữa đồ ăn và tình yêu thì chắc chắn cô ta chọn là đồ ăn. Cuối cùng là Helen, một cô nàng xinh đẹp hoàn hảo, thông minh lại giàu có. Helen ngay lập tức trở thành cái gai trong mắt Andy. Tớ nghĩ chiếc dây chuyền này rất hợp với cậu. Ôi, nhất định tớ sẽ đeo nó trong ngày cưới. Nhìn Helen được Lillian yêu quý, Andy cảm thấy thật ghen tị. Lillian kéo tất cả đến căn phòng đặc biệt để tân trang sắc đẹp. Ngày mai tớ sẽ tổ chức tiệc độc thân, nên muốn các cậu thật lung linh. Hy vọng các cậu sẽ đến dự đông đủ và giúp bữa tiệc trở nên hoàn hảo. Cơ hội để mình ghi điểm với Lillian đây rồi. Cả lâu đài nhộn nhịp chuẩn bị bữa tiệc độc thân của Lillian. Mình sẽ nấu những món thật ngon cho Lillian. Ôi cháy, cháy! Cậu toàn làm hỏng thôi, Annie. Để đấy tớ lo. Lập tức kẻ hầu người hạ mang đồ ăn đầy ắp bàn. Tất cả đều là những món mà Lillian thích. Tớ sẽ không chịu thua đâu. Nhưng những loài hoa Andy chọn lại thu hút rất nhiều côn trùng kỳ lạ. À, đau quá. Cứ để tớ. Chỉ trong một nốt nhạc, phòng được trang trí bài biện toàn những đồ đắt tiền quý hiếm. Mình thật vô dụng. Cũng đúng, khi Lillian muốn kết bạn với người đẳng cấp như Helen. Buổi tối, bữa tiệc bắt đầu diễn ra. Lillian, dù mới quen biết cậu, nhưng tớ cảm giác chúng ta thân thiết như một gia đình.
tớ. Để hưởng ứng ngày vui, tớ sẽ hát tặng Lillian và mọi người một bài. Nhưng giọng hát của Annie rất kinh khủng. Hồi nhỏ, Lillian khen Annie để nàng thêm tự tin. Không ngờ giờ đây Annie dùng nó phá hỏng cả buổi tiệc. Lillian là của tôi. Của tôi. Annie, dừng lại. Đây là bữa tiệc của tớ. Tại sao cậu chỉ trách móc tớ? Cậu thay đổi thật rồi. Mình chỉ gây phiền toái cho Lillian. Annie, cậu có nhà không? Tớ xin lỗi vì chuyện hôm qua. Tớ không nên nặng lời với cậu. Annie mừng rỡ vì Lillian vẫn còn quan tâm mình. Vé cưới của tớ hoàn thành rồi. Ngày mai mình cùng đi thử nhé. Mình sẽ làm cho Lillian một bất ngờ để chuộc lỗi. Đêm đó, Annie đi khắp các vườn hoa, chọn những bông hoa đẹp nhất, chứa nhiều kỷ niệm nhất của hai đứa, kết thành một bó hoa cưới. Ngày Lillian nhận váy, Helen cũng có mặt. Annie rút bó hoa cưới ra định đưa cho Lillian. Tặng cậu này. Sao cậu lại có bó hoa đó? Hóa ra Helen đã theo dõi Annie và thấy hết được quá trình kết được bó hoa cưới và sao chép y hệt. Cậu đúng là đồ xấu tính, Helen. Dừng lại Annie. Helen, cậu đã cướp đi người bạn duy nhất của tôi. Annie đang mất bình tĩnh, hãy để cậu ấy đập phá cho nhẹ lòng. Cậu đúng là người bạn hiểu chuyện. Lillian, giữa tớ và Helen, cậu chọn ai? Tớ yêu quý cả hai, tớ không thể. Vậy thì đám cưới cậu sẽ vắng mặt tớ. Ngày cưới diễn ra, Amber đứng trước cửa tất bật đón khách. Annie ở nhà cũng nóng lòng muốn xem đám cưới của Lillian. Nhưng vì lời tuyên bố hùng hồ hôm trước nên Annie chỉ dám nhìn từ xa. Annie bay tới phòng của cô dâu. Cậu là cô dâu đẹp nhất. Tình bạn này chấm dứt thật rồi. Ước gì Annie có mặt ở đây. Nay ngày vui, cậu đừng khóc nữa, để tớ đi kiểm tra mọi thứ. Đáng nhẽ Miner phải ở cổng đón khách mới phải. Nhưng ngạc nhiên hơn khi thấy Miner tình tứ với Ryder. Miner, không ngờ đến chồng sắp cưới của Lillian, cậu cũng tán tỉnh. Ryder hám của cải vật chất, thấy Miner giàu có hơn Lillian nên đã siêu lòng. Annie thấy vậy không để yên, liền nhào vào ứng cứu cho Helen. Annie bắn dây leo quấn chặt Miner và Ryder. Helen thoát ra rắc phấn hoa khiến hai người đó ngứa điên. Đồ tôi, chúng ta quỷ hôn. Đừng mà Lillian. Cảm ơn các cậu đã giúp tớ biết được sự thật. Xin lỗi Lillian, tớ thật ích kỷ khi không muốn san sẻ người bạn thân của mình cho bất cứ ai. Xin lỗi Annie, tớ đã khiến cậu chịu nhiều ấm ức rồi. Giờ đây Annie lại có thêm một người bạn mới, đó là Helen và Amber. Tất cả sẽ cùng chia sẻ cho nhau mọi niềm vui, nỗi buồn và sống hạnh phúc ở vườn hoa tiên. Lại là câu chuyện về nàng công chúa bị bắt cóc và kẻ bắt cóc. Thế nhưng lần này ai là công chúa? Ta là công chúa. Ồ, công chúa là đàn ông. Vậy kẻ bắt cóc sẽ là? Ta là Bowser, nhưng ta không phải kẻ bắt cóc.
giới tính của họ sao thế này? Subscribe qua Fairy Detail để cùng khám phá nhé. Hiếm có nàng công chúa nào trên đời có thể khó ưa được như Beat, công chúa vương quốc nắm. Nàng đỏng đảnh, nàng kiêu kỳ, nàng bướng bỉnh và khó tính thì không một ai sánh bằng được. Thế rồi Beat cũng gặp họa từ tính cách của mình. Vì muốn sở hữu vương miện phép thuật, nàng đắc tội với tiên đỡ đầu và chịu một lời nguyền đáng sợ. Người đã thích vương miện đến vậy thì hãy để nó dính chặt lên đầu ngươi đi. Chừng nào vương miện ở đó thì ngươi sẽ không được một chàng trai nào yêu thương hết cả. Ta không tin đâu. Beach không muốn tin cũng phải tin khi lời nguyền diễn ra. Để giao tình với đức vua, cha của công chúa, mà tiên đỡ đầu đưa ra một cách để giải lời nguyền. Lời nguyền sẽ được giải khi con gặp được vị anh hùng tử tế chấp nhận yêu thương con. Nếu xét về anh hùng thì làm gì có ai nổi tiếng hơn Mario bây giờ. Danh tiếng của chàng lẫy lừng, làm điêu đứng bao trái tim thiếu nữ. Nhưng gặp được Mario thì khó đấy. Ta nghe nói dù có là ai thì cũng phải đặt lịch cả năm trời lượng đó. Cha đừng lo, cứ để con. Kẻ duy nhất dám bắt cóc Beach lúc này là Bowser, vua tộc rùa, một kẻ phản diện bị đồn là ngốc nghếch. Dạo gần đây, hắn điên đầu vì lũ rùa hắn nuôi tự nhiên mắc bệnh lăn ra nằm ngửa. Beach liền tung ra thông tin rằng vương miện của nàng chữa được bách bệnh. Chỉ tiếc nó là vật bất ly thân nên muốn có được thì phải dẫn theo cả nàng. Đúng theo dự liệu, đêm hôm đó Beach ngáp ngủ ngồi chễm chệ trong lâu đài của Bowser. Bowser làm Beach khá thất vọng. Thoạt đầu hắn chẳng ra dáng một kẻ phản diện tẹo nào. Vậy đó, ta mời công chúa về chỉ để chữa bệnh cho đàn cướp ba của ta thôi. Việc dễ ợt như vậy dĩ nhiên là... Dĩ nhiên là không được. Sao không được? Nghe nè, tất cả chỉ là ta bịa ra mà thôi. Ngươi bị lợi dụng rồi hiểu không đồ ngốc? Vương miện của ta, ngươi đừng hòng chạm đến được. Lời khiêu khích thành công khiến Bowser phát điên. Đừng có thách ta. Chạm hả? Sự kiện kinh hoàng đó khiến công chúa Peach vốn xinh đẹp kiêu sa đột nhiên trở thành gã đàn ông đích thực. Còn Bowser thô lỗ thì giờ lại hóa thành cô ả quyến rũ say đắm lòng người. Cái gì? Sao nhiều giờ nổi điên có, hoảng loạn có, đau khổ gục ngã có, hai kẻ điên đủ quyết định đi tìm Mario, người có thể chính là anh hùng được nhắc đến trong lời nguyền. Cấm để lộ ta là Bowser, gọi là Bowser. Để tìm được anh chàng đào hoa Mario thật không dễ dàng. Tất cả những nơi mà Bowser và Peach nghe được tin Mario xuất hiện thì đều là thông tin giả. Thì ra cô không phải là người đầu tiên phát minh ra cái trò giả bị bắt cóc này. Rapunzel này, chẳng phải cô chỉ cần cắt tóc sang cành cây này là thoát được ra rồi sao? Cái tháp đâu cao đến vậy? Thôi nào, nếu ta làm thế thì sao mà chờ được Mario đến giải cứu đây? Hoặc Bạch Tuyết, cô nàng nghẹn táo. Nàng cũng chẳng nghẹn đến mức đó đâu, nhưng cứ khăng khăng chờ Mario đến rồi mới phun miếng táo đó ra khỏi miệng. Cuối cùng chính Beach lại là người nỗ lực hết mình để giúp các cô gái thay đổi suy nghĩ ỷ lại trước đó. Thay vì dựa dẫm và lệ thuộc vào người khác, tại sao chúng ta không tự quyết định số mệnh của mình? Phải đó, lúc đó mà cô tự tìm Mario thì ta đã chẳng phải khổ thế này. Thế nhưng thay vì thay đổi suy nghĩ thì các cô gái đổ rạp trước sự tinh tế và đẹp trai của Beach. Thậm chí Bowser còn bị ganh ghét vì dám đến gần người trong mộng của mấy nàng. Bowser cười như nắc nẻ cho rằng con gái quá phiền phức. Cho đến khi chính hắn ta cũng bị các chàng trai vây kín, bày tỏ sự yêu thích mù quáng đến nỗi Beach phải ra mặt cứu hắn đi. Giờ khắc ấy Bowser nhận ra cái cô công chúa khó ưa lúc trước cũng có điểm gì đó khá là thú vị. Ngược lại, Beach cũng thấy Bowser hay hay. Dù dưới cơ thể mỏng manh của con gái vẫn xông pha khắp mặt trận,
giải cứu nàng khỏi nguy hiểm nhiều lần. Cuối cùng họ cũng gặp được Mario khi rơi vào cạm bẫy hiểm trong một khu rừng kỳ quặc. Nghe nói có ai gọi tên ta hả? Đúng, anh hùng Mario đến rồi đây. Mario xuất hiện vô cùng hồ hởi, nhanh nhẹn giải cứu Bowser. Ơ kìa, còn ta mà, ta mới là người cần chàng giải cứu anh hùng ơi. Xin lỗi nha, ta mệt rồi, chỉ cứu được mấy cô gái xinh đẹp thôi. Phải đến khi Peach níu kéo, kể hết đầu đuôi câu chuyện về vương miện quyền năng và sự hoán đổi, Mario mới sai bầy đàn thả Peach ra, đưa về nhà máy ống nước của mình. Thế nhưng điều làm Peach và Bowser tuyệt vọng đó là đến vị anh hùng nổi tiếng như Mario cũng không sao lấy được vương miện xuống. Xem ra chúng ta đã nhầm rồi. Mario không phải vị anh hùng mà lời nguyền nhắc đến. Mau đi thôi Bowser. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Không lấy được vương miện thì ta đành phải tiêu diệt công chúa thôi. Tiếc thật đấy. Nghe nói nàng từng là một đại mỹ nhân cơ mà. Lúc này Peach và Bowser nhận ra tâm địa xấu xa của Mario. Không còn lúc nào, họ đành phải phối hợp gắng hết sức tìm cách thoát khỏi địa bàn của hắn. Trong lúc tranh đấu, họ vô tình làm sập một căn phòng ẩn, lộ ra các cô gái lúc trước Peach và Bowser từng gặp. Thì ra Mario là kẻ trăng hoa, lợi dụng việc giải cứu để lừa gạt trái tim thiếu nữ. Các cô gái cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của những câu nói mà lúc trước Peach khuyên họ. Họ cùng nhau mạnh mẽ tiến lên giúp Bowser và Peach chống lại Mario. Tuy phần thắng đã nghiêng dần về phía Peach cùng Bowser, nhưng Mario không hề thể hiện ra chút gì căng thẳng. Giỏi quá nhỉ. Nhưng nếu công chúa Peach của ta không chịu đầu hàng, chỉ cần ta nhấn nút này thôi, tên lửa hủy diệt sẽ bay thẳng đến sang bằng Dương Quốc năm. Peach là một nàng công chúa, mà công chúa thì có nghĩa vụ phải bảo vệ thần dân của mình. Tha cho họ rồi ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của ngươi. Được thôi, dù sao cái đám nhãi đó cũng chẳng có ích gì. Nhưng nàng phải bỏ hết đống nấm sáng chế đi đã. Ai biết được lỡ nàng lật lọng thì sao. Thế nhưng Mario không biết Peach vẫn còn vật phẩm cuối cùng, cây nắm tốc độ. Nhờ nắm tốc độ, Peach chạy như vũ bão về phía Mario, cướp đi điều khiển của hắn. Không ngờ trong lúc giằng co, vô tình điều khiển bị đè vào, khiến tên lửa thành công bị kích hoạt. Nhưng lúc lũ khỉ nhốn nháo, Bowser liều mình lao đến cố ngăn cản tên lửa, nhưng cũng không giúp thay đổi được gì. Giờ khắc cận kề nguy hiểm, Bowser cắn răng gồng mình tách lớp mai rùa của mình ra. Đó là nơi chứa toàn bộ sức mạnh của hắn, có khả năng phóng to và bao phủ lên mọi thứ. May mắn là mai rùa đã che chắn phần nào nên dư chấn vụ nổ không quá mạnh. Làm được rồi, chúng ta thoát rồi, Bowser tuyệt quá. Chỉ là họ không thể mừng vui được lâu khi không có mai rùa, Bowser không thể nào tồn tại. Chuyện gì thế này, chàng sao vậy Bowser? Lần đầu tiên trong chuỗi ngày đằng đẵng, họ không còn chí chóe với nhau nữa. Nàng làm tốt lắm. Xin lỗi, ta không đồng hành cùng nàng tiếp được rồi. Hãy tiếp tục bước trên con đường hóa giải lời nguyền nhé. Không, không có chàng ta không làm được gì hết cả. Pia, lời nàng nói với các cô gái có nhớ không? Mỗi người đều có thể trở thành anh hùng trong cuộc đời của họ. Ta rất thích nàng. Kỳ diệu thay, ánh sáng lóe lên lan tỏa muôn nơi. Khi ánh sáng biến mất, Peach công chúa trở về dáng vẻ xinh đẹp, còn Bowser thì đường hoàng oai vệ và mạnh mẽ với chiếc mai sau lưng của mình.
Còn Mario, anh hùng dởm thì sao? Hắn bị các cô gái cho một bài học, đồng thời lộ sự gian trá trước toàn thể nhân dân khắp các vương quốc. Khoan đã, vì sao lời nguyền lại được hóa giải? Sau cả hành trình dài, Peach và Bowser đã chứng minh được kể cả công chúa kiêu kỳ yếu ớt như Peach hay kẻ phản diện trong lời đồn như Bowser đều có thể trở thành dũng sĩ. Và tình yêu đích thực của họ dành cho nhau thì không còn phải nghi ngờ gì nữa. Câu chuyện hôm nay kết thúc rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Mỗi lượt xem là một sự cổ vũ to lớn để chúng mình sáng tạo ra nhiều câu chuyện mới thú vị hơn. Đừng quên subscribe qua FairyTales để giúp chúng mình sớm đạt được 1 triệu subscribe nhé. Còn bây giờ, hãy chia sẻ với qua FairyTales cảm xúc của bạn khi xem câu chuyện ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp lại bạn trong tập phim sắp tới. Fairy Tales.